Hôm nay chúng ta sang cái bài đầu tiên của cái gọi là phần nâng cao cái chương trình chúng ta chương trình rất là nhanh đấy, rất là cấp tốc đúng không? Vừa rồi chúng ta đã học bốn cái bài đầu tiên nói về cái phần là phần gọi là phần cơ bản của Scratch, bao gồm những cái lệnh cơ bản, lệnh những các cái nhóm lệnh cơ bản, điều khiển, lệnh vẽ hình vân vân. Rồi chúng ta học về cảm biến, học về các cái lệnh mà tạo ra cái biến để mà liên kết với các nhân vật, rồi là dùng cái lệnh gửi thông điệp, hay là những cái phần cơ bản nhất nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái bắt đầu học sang trong cái bài bài tới đấy là những cái phần nâng cao. Thì phần nâng cao là khó đấy nhé, tôi nói trước nhé. Cái bài đầu tiên hôm nay chúng ta học sang sang một cái kiểu dữ liệu mới là list hay là danh sách, hay là người ta vẫn dùng cái từ là mảng đấy, nhưng mà ở trong Scratch hay là trong ngữ mới bây giờ người ta dùng là cái từ list, ở trong Python người ta dùng cái từ list, còn tiếng Việt Nam thì có thể dùng cái từ là danh sách nhé. Còn cái từ cái một cái từ cũ hay dùng trong nhất là trong các ngữ lập trình như là C hay là Pascal, hay trong khoa máy tính người ta dùng cái từ là mảng, thì dùng từ nào cũng được nhé. Đấy, mảng đấy. Thì như vậy list danh sách mảng là một cái kiểu dữ liệu, một cái kiểu dữ liệu ở trong Scratch. Nhưng mà trong như vậy là Scratch nó hỗ trợ hai cái loại biến. Một loại biến là nó gọi là biến đơn nhé. Biến đơn là chúng ta tạo ra cái biến đơn, mỗi cái biến là một cái tên đấy. Thì biến đơn này nó có thể cho phép chúng ta là hoặc là dữ liệu, hoặc là số, hoặc là sâu. Còn hôm nay nó học xong loại thứ hai là một cái biến mà nó gồm nhiều biến khác, nhiều giá trị khác, thì người ta gọi nó là danh sách. Danh sách đấy. Thì sách là cái gì? Sách nó là một cái biến nhưng mà nó lưu trữ là nhiều dữ liệu. Vì tôi tạo ra một cái danh sách là một cái dãy nhé, hay là một cái danh sách A chẳng hạn, A đấy, thì nó sẽ là một cái nó là một cái có thể là một dãy các cái số. Đấy, như đây là số 3 này, số là số 2, số 12, số 7, số 8, số 9 đấy. Thì đây là phần tử thứ nhất, đây là phần tử thứ hai, đây là phần tử thứ ba, phần tử thứ n nào đó bất kỳ. Như vậy là dãy dãy số hay là danh sách hay là mảng thì có một cái tên riêng của nó và bao gồm là một dãy các phần tử đánh số từ 1 trở đi nhé. Đấy, giải chú ý nhé. Thì như vậy ở trong Scratch tôi phép chúng ta tạo ra các cái dãy như vậy, thì cái dãy này nó dùng rất là nhiều trong trong lập trình, rất quan trọng luôn, rất quan trọng. Rất nhiều bài toán ấy, là phải sử dụng cái danh sách này. Thì nói thêm một chút nhé. Thế thì khi mà chúng ta mô tả một phần tử thức k nào đó của cái danh sách thì chúng ta dùng cái ký hiệu là như này, ký hiệu là AK, giống như ký hiệu của phân số này, AK. Đấy. AK là phần tử thứ k của cái mảng A hay của cái dãy A nhé. Thì mà một cái mảng bất kỳ thì chúng ta ký hiệu các phần tử là A1 này, A2, A2, A3, AK bất kỳ. Cái số lượng của một cái dãy ở trong Scratch là rất lớn nhé, và cho phép chúng ta có thể tạo ra cái dãy cỡ khoảng là 300.000 phần tử. Hoặc là gọi là không, tôi kiểm lại chính xác, cỡ khoảng vài trăm ngàn phần tử rất lớn. Nói chung là cái số lượng phần tử của một cái dãy là thoải mái rồi. Thế chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái dãy này nhé. Thì hôm nay chúng ta là cái bài học đầu tiên là làm quen với kiểu dữ liệu mới là một danh sách, và chúng ta sẽ làm một số cái bài tập hôm nay, bài tập đơn giản thôi đã, nhưng mà để sử dụng cái danh sách này. Thì đây chúng ta cùng nhau vào làm nhé. Thì chúng ta để mà tạo một cái dãy thì chúng ta vào cái nhóm dữ liệu là để nhóm này là cái nhóm variable, là cái nhóm mà tạo ra các biến nhé. Thì ở trên này này, cái lệnh này này lệnh tạo tạo ra các biến đơn, cái biến đơn. Còn ở chỗ này là tạo ra một cái biến là dạng list nhé. Hết, bắt đầu thì nó không có gì cả, thì tôi bấm lên tôi bắt đầu mới tạo này đó, thì tạo ra một cái đây là tạo ra một cái một cái biến mới, một cái biến dạng list, mình tôi gọi là tạo A chẳng hạn. Thì biến list cũng như vậy, nó giống như là biến bình thường, là nó có hai loại, một loại là biến dùng chung hoặc là biến là biến biến biến
biến tổng thể đấy, và hai là biến riêng cho từng từng nhân vật. Cái này chúng ta học sau nhé, chúng ta học cái biến chung đã nhé, biến chung bấm OK. Khi bấm OK rồi thì máy tạo ra ngay một cái để hiện ra được cái biến là một cái biến cái list đây, và ở đây hiện trên mình nó hiện ra cái này đấy, đây là cái để chúng ta có thể nhập trực tiếp cái vào đây nhé. Bấm đây là tắt đi này, đấy, bấm nó hiện ra này. Tôi thử nhé, tôi bấm lên tôi cộng vào đây này, tôi bấm vào đây là tôi bấm lên nó ra này, bấm lên nó ra này, đấy. Bìa số 1 tôi gọi viện tôi gọi là 12 nhé, số thứ 2 là bấm vào một số 2 tôi gọi là viện là 23 chẳng hạn, số 3 là 1, từ thứ 3 là 1 nhé. Rồi, phần tử thứ 4 là 45 chẳng hạn, lấy dụ như vậy nhé. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy là A là có 4 cái dãy A là có 4 phần tử. Phần tử thứ nhất là 12, phần tử thứ 3 2 là 23, phần tử thứ 3 là 1, phần tử thứ 4 là 45. Thì những phần tử của dãy thì nó có thể là gì? Nó có thể là số hoặc có thể là sâu nhé, chúng ta chú ý nhé. Đó. Thì như vậy đây là cái chúng ta vừa mới tạo ra một cái biến mới là thuộc kiểu list hay là kiểu dãy hay là kiểu mảng, dùng từ gì cũng được nhé. Hoặc là danh sách, thì mỗi phần tử của cái biến đó nó có thể hoặc là gì, nó có thể hoặc là số hoặc là sâu. Ở đây chúng ta ví dụ nó là số nhé. Rồi chúng ta ẩn thế này. Rồi thế thì bây giờ khi mà chúng ta đã có cái cái biến rồi thì chúng ta có thể, bây giờ tôi muốn hiển thị cái biến cái đứa đó làm như sau. Đây tôi gọi lệnh này này, đây tôi vào cái lệnh lúc nhé, tôi có thể hiển thị này, đây này. Bây giờ chạy thử với chương trình nhé. Hiển thị một cái dãy cho trước đây, vào đây mà tôi gọi cái biến này ra. Đấy. Thì đây là cái lệnh mà lệnh say bình thường thôi, nhưng mà lệnh say này mà làm một cái biến bình thường, nó hiện là một số, một cái sâu, nhưng mà nếu là A là một cái dãy thì nó hiện cả một dãy, rất là hay. Như vậy đây là một lệnh rất là hay nhé, tôi chạy thử nhé cho bạn xem này. Đấy. Như vậy cho thấy không là nó là biến là 12, để tôi kiểm tra cái biến nó là 12, 23 và 1 đây. 4 nó chưa nhập à? 4 nó nhập là 45 chẳng hạn. Đó, 45. Đấy, 45 nhé. Tôi chạy thử lại này. 45 nhé, chạy thử. Đấy. Và giữa chung có dấu cách rồi. Như vậy nhìn rất là rõ đúng không nào? Đó. Tôi thử một cái biến thứ hai nhé. Tôi tạo biến thứ hai. Biến thứ hai tôi đặt tên nó là HS, là học sinh đi. Đấy. Tôi cho thử nhé. Tôi có thể nhập biến thứ hai là một danh sách học sinh trong lớp nhé. Tôi bấm thử này. Người thứ nhất này là tên tôi này. Đấy, người thứ hai nhé, Phùng. Phùng Toàn. Người thứ ba là Nguyễn Thị Vân. Người thứ tư là Kim. Ví dụ như thế nhé, Kim Oanh. Đấy. Thì tôi vừa mới tạo ra như vậy là bốn cái tên người, bốn cái dữ liệu trong một cái mảng, là mảng thứ hai là mảng HSC. Thấy không nào? Thấy có thấy như rất là hay đấy. Tôi tạo ra, bây giờ tôi thử in, tôi chạy thử nhé, để tôi cho cái học sinh vào đây. Tôi cho thằng này ra. Chạy thử nhé. Đấy, chạy thử này. Đấy, hiện ra này. Bùi Việt Hà, Phùng Toàn, Nguyễn Thị Vân và Kim Oanh, thấy không nào? Nhưng mà chúng ta có thể là dùng cái lệnh say này để chúng ta hiển thị toàn bộ nội dung của một cái dãy số, hay là dùng của một cái danh sách học sinh được, thoải mái nhé. Được chưa? À, như vậy là chúng ta đã làm quen với khái niệm là dãy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là ở trong cái lệnh của Scratch nó có những lệnh gì. Rồi, chúng ta xem này. Toàn bộ lệnh của nó này, đây là nhân tôi trao chú ý này, đây là một lệnh này, lệnh thứ hai này, tôi cùng nhau kiểm tra nhé, lệnh thứ ba chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé, lệnh thứ tư, lệnh thứ năm, đây, lệnh thứ sáu, lệnh thứ bảy và lệnh thứ tám. Như vậy là ở trong cái Scrap nó có 8 lệnh tất cả. Các bạn chú ý nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả từng lệnh một mà chúng ta có thể ghi chép nhé. Đây, tôi mô tả các bạn từng lệnh một. Thì lệnh đầu tiên là cái lệnh là xóa một cái phần tử bất kỳ của A.
xóa phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai thoải mái. Bây giờ tôi chạy thử cho bạn xem nhé. Tôi cho bạn xem cái an là cái gì nhé. Đây là cái a nhé, đây này, a đây này, đấy, a là 12, 23, 145 nhé. Bây giờ tôi thử xóa thử xem nhé. Tôi xóa cái phần tử thứ tư chẳng hạn, bấm lên số 4 này. Đó. Đây là lệnh là xóa phần tử thứ tư của a. Bấm lên thử nhé, bấm lên này. Đấy, xóa rồi này, thấy không nào? Như vậy đây là lệnh là xóa một phần tử của a. Các bạn ghi lại đi nhé. Thì tôi sẽ phải ghi vào, tôi sẽ phải viết đấy. Tôi ghi sau nhé. Đây là lệnh là xóa một phần tử thứ k bất kỳ của a. Lệnh này là lệnh xóa, là xóa toàn bộ một cái mảng a. Lệnh số 2 này. Lệnh xóa toàn bộ một cái dãy a. Xóa toàn bộ luôn nhé. Lệnh thứ 3. Lệnh này này. Tôi còn thiếu một lệnh gì đó. À, lệnh này quên mất. Lệnh này là đầu tiên nha. Lệnh này là quan trọng này. Lệnh này này. Đấy, như vậy là không phải là 8 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là 8 lệnh. 9 lệnh tất cả đúng không? 9 lệnh tất cả. Đấy, nó có 9 lệnh tất cả nhé. Thì lệnh này là lệnh xóa này. Lệnh này là lệnh là bổ sung một phần tử vào cuối của a. Lệnh này này. Lệnh S thế này. Vì tôi bổ sung số là 46 chẳng hạn. Bổ sung vào nhất nó vào đây. Đấy, nó vào 46 này. Tôi bổ sung thêm vào đây là một số như là 32 này. Bấm đây này. Đấy. Như vậy lệnh này là lệnh bổ sung một phần tử vào cuối của một cái dãy a. Lệnh này là lệnh xóa một phần tử của a bất kỳ ở một vị trí bất kỳ. Lệnh này là lệnh xóa toàn bộ một cái dãy a. Lệnh này là lệnh gì? Là chèn thêm, bổ sung thêm một phần tử vào vị trí thứ k của a. Ví dụ tôi muốn là chèn một cái số vào giữa số 23 và số 1, tức là tôi chèn vào vị trí số 3 của a, thì tôi gõ đây là 100 này, 100 vào đây tôi gõ số 3, tức là gì? Tức là tôi chèn số 100 vào vị trí thứ 3 của a, tức là chèn vào trước số 3 và sau số 2. Chơi thử nhé. Nó sẽ chèn vào cái vị trí số 3, vị trí thứ 3 và đẩy số 1 xuống dưới. Thấy không nào? Đẩy số 1 ra đằng sau. Và đây là lệnh gì? Đây là lệnh là chèn một phần tử vào một vị trí bất kỳ của a nhé. Lệnh này là lệnh thay thế cho trước một dãy số, thay thế một phần tử. Ví dụ tôi muốn là thay thế cái dãy phần tử thứ 5 nhé. Phần tử thứ 5 là 46. Tôi muốn thay thế phần tử thứ 5 bằng một số khác, bằng số là 101 chẳng hạn. Thì tôi gọi là replace cái phần tử thứ 5 của a bởi số là 101. Thì nó sẽ thay thế cái vị trí thứ 5 là số 46 này thành số mới là số 101. Bấm dễ thử nhé. Đấy. Nó thay vị trí thứ 5 nhé. Vị trí thứ 5 bởi số mới là số 101. Đấy. Chú ý nhé. Cái lệnh này là cái lệnh là truy vấn lấy ra một phần tử của gì? Của a. Bất kỳ của a. Vì tôi lấy ra cái số phần tử thứ tư của a chẳng hạn, lấy ra nó là cái này. Đấy, nó là cái phần tử thứ tư là số 1 thế này. Đấy nhé. Lệnh này là lệnh là kiểm tra xem là cái phần tử số mấy đó nó nằm ở cái vị trí nào của a. Thì tôi kiểm tra cái số 100 là nằm ở cái vị trí nào trong dãy a. Thì 100 này nằm ở vị trí số 3. Bấm lên ra số 3 này. Đấy, số 3. Tôi thì kiểm tra một số là số 0. Số nó không nằm trong a thì ra cái gì? Nó sẽ ra là 0. Đó. Được chưa? Bây giờ tôi làm tiếp một lệnh nữa này. Lệnh này là lệnh là lệnh length của a, là cái lệnh gì? Là lệnh là trả về cái độ dài của dãy a, rất quan trọng. Lệnh này nhé. Dài của dãy a. Nhé. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái lệnh này. Là cái lệnh như sau, là cái lệnh là kiểm tra xem dãy a có chứa cái phần tử nào không. Lệnh này nó trả về là đúng hoặc là sai. Ví dụ kiểm tra xem a có chứa cái phần tử là 32 không. Đấy, chứa này. Nó chứa 32 thì cái này nó là một cái biểu thức mà nó là dấu nhọn ở hai đầu, nó trả về đúng hoặc sai. Chạy thử nhé. Nó trả về là true, là đúng này. Sử tôi cho đây là một số là 1000 chẳng hạn. Nhưng như vậy là a sẽ không chứa 1000, nó trả về là false. Đó.
Như vậy chúng ta đã học là biết nhá, như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bây giờ tôi copy cái này lại và tôi sẽ tôi đẩy nó vào trong cái tôi không copy được, để đợi đồng tí tôi muốn copy thì copy làm cách nào nhỉ? Copy hơi bị khó đấy nhỉ. Thôi được. Tôi muốn copy này vào trong 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 cái vở, thôi được, tôi vào chạy thêm kia, tôi chạy đây cái đợi tôi một chút nhé. Hôm nay tôi không biết chạy bằng cái gì thì tôi copy được. Để chụp ảnh màn hình xong rồi chuyển sang. Chụp ảnh màn hình dùng lại gì để chụp ảnh màn hình? Trên bàn phím có nút print screen à? Để tôi kiểm tra nhé. Xong rồi căn chuẩn V bàn là nó vào bên kia thôi. Nó sợ nó nhiều quá. Căn nó là phím print screen thôi gì? Ai đây nó có dạ, sẵn vâng đây. À. May quá nó có sẵn đây rồi nhé. Rồi bây giờ tôi copy vào đây và tôi cùng các bạn chúng ta cùng nhau xử lý nhá. Ai rất là hay rồi đấy, hay nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau xử lý và chúng ta mô tả các lệnh ở trên Scratch, nhưng mà tôi sẽ viết cái lệnh đó dưới cái dạng là bình thường, bằng chữ bình thường để chúng ta biết. Nhớ nói thêm một chút nhé, tức là tất cả các lệnh điều khiển của Scratch nó hầu như nó tương đương với một cái lệnh bình thường ở trong lập trình cơ bản, tương đương với một cái lệnh của Pascal hay là của Python hay là của C. Chúng ta có thể biến đổi cái lệnh đó tương đương sang lệnh tương đương của lập trình bình thường bằng chữ, và chúng ta khi mà chúng ta cần cái lập trình để giải toán ấy, chúng ta sẽ giải trên cái ngôn ngữ lập trình bình thường đó nhé. Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu này nhé. Đầu tiên là cái lệnh là s nhé, s này, s một cái phần tử x nào đó nhé, và tu một cái dãy a đấy. Thì lệnh này này nó tương đương với lệnh là bổ sung vào phần tử cuối của a, tương đương với cái lệnh là tôi dùng cái lệnh gì nhỉ, dùng cái lệnh này gì là tương đương với lệnh là như sau, là a tôi gán a đây này, trong trong nếu mà trong ở trong Python thì chỉ lệnh là append này, append x, đây là trong Python nhé. Còn ở trong C, trong Pascal tôi có thể viết là cái lệnh như sau, là cái lệnh là a này. Còn ở đây là gì, ở đây là tôi mô tả cái gọi đây là n cộng 1 đi, n cộng 1 bằng x. Ở đây n là bằng cái độ dài, là bằng cái length của a trước đó đấy, là phần tử cuối cùng của a. Vậy là lệnh đầu tiên nhé. Lệnh thứ hai là lệnh là delete một cái giá trị, một cái phần tử thứ k of a. Thế lệnh này tôi đơn giản tí là lệnh đen, lệnh xóa cái phần tử thứ k của a thôi, xóa đấy. Xóa phần tử thứ k của a nhé. Lệnh thứ hai này, đây là lệnh 1 nhé, đây là lệnh 2 này, đây chính là lệnh 1 này, đây là lệnh 2 này nhé. Sang lệnh 3 là xóa toàn bộ, xóa nhé. Lệnh thứ 3 là lệnh xóa toàn bộ là delete all a. Thì lệnh này là chỉ lệnh là đen a, là đen đen theo tôi dùng là đen on a. Ở trong Python nó là chỉ là cái lệnh gì, chỉ là lệnh là clear nhé. Cái lệnh này nó tương với lệnh này ở trong Python, lệnh clear nhé. Đó, đây lệnh số 3 này. Bây giờ chúng ta sang lệnh thứ 4, lệnh này này là chèn một giá trị vào vị trí thứ k của a. Đây lệnh này, lệnh thứ 4 nhé, là lệnh này này, thứ tư này là lệnh là insert một giá trị là x at giá trị là k of a. Đây chính là cái lệnh là gì, là thay thế phần tử thứ k của a bằng x. Đấy, nó tương đương với này nhé, tương đương với cái lệnh này. Đấy, thì đây tôi đóng khung lại để cho ta hình dung nó tương đương với lệnh đó nhé. Đấy, tương đương với cái lệnh này này, tương đương với lệnh này này, tương đương với lệnh này này, là lệnh là gán trực tiếp giá trị vào phần tử của a thôi. Đó,
Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái số 5. Số 5 là, à xin lỗi, nhầm nhầm nhầm. Cái số 4 là không phải là thay thế, xin lỗi tôi nhầm. Cái số 4 là chèn. Rồi cái số 5 mới là cái này nhé. Cái 5 là cái này. Tôi sửa cái này đi. Cái số 4 này là không phải nhé. Cái số 4 này là chèn 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 chứ mà không phải là gán nhé. Này chèn. Chèn chèn xin lỗi xin lỗi. Đấy. Cái số 4 này là chèn là như thế nào? Nó tương đương với lệnh, ví dụ tương đương với cái lệnh của Python là a chấm insert insert tại chỉ số k và chèn phần thử x gì đấy, mà đưa cái này này là gì, là chèn cái phần tử x gì vào cái chỉ số k của a và đẩy cái số vị trí k sang bên phải, đẩy đẩy sang bên phải nhé. Còn số 5 mới là cái, số 5 mới là cái quan trọng, cái số 5 mới là cái là xóa, số 5 là delete này, là replace. Tôi xấu quá, tôi xóa đi nha. Cái số 5 là cái gì? Cái số 5 là cái đại là replace. Replace item k of a with x. Đấy. Thì lệnh này mới lệnh dùng. Lệnh này là lệnh là thay thế trực tiếp cái phần tử AK, phần tử thứ K bằng bằng giá trị khác. Đây chính lệnh là tương với lệnh là AK gán AK bằng x gì. Đấy, AK bằng x gì. Lệnh số 5. Lệnh số 6. Lệnh số 6 là cái lệnh là lệnh là item K of A. Đây là cái lệnh là trực tiếp lấy phần tử thứ K ra thôi. Lệnh lệnh truy vấn trực tiếp phần tử thứ k của a. Đó, lệnh số 6. Lệnh số 7 là lệnh là trả về cái hàm là cái chiều dài của lệnh số 7 chính là cái lệnh là lệnh length. Length a, hiểu cái rất dễ hiểu. Là nó trả về cái nó lấy giá trị chính là cái độ dài của cái các phần tử của a nhé. Lệnh số 8 là lệnh cũng rất là hay. Lệnh số 8 là cái lệnh là tính xem là cái phần tử x nằm ở cái vị trí nào của a. Lệnh số cái lệnh số 8 là cái lệnh có tên tiếng Anh là item xong dấu thăng nhớ of x in a là sao, là cái phần tử x này này của a nằm ở cái chỉ số nào của cái bảng a, của cái dãy a. Nếu mà nằm trong thì trả về cái chỉ số đó, còn nếu không thì nó trả về số 0. Đấy, thì lại đây nó chính là gì, nó tương đương với cái lệnh ở trong ở trong Python là a lệnh file x, nó trả về cái chỉ số của phần tử x gì nằm ở trong a. Như lệnh này đấy, như vậy cho rất nhiều lệnh nhé. Và cuối cùng là lệnh 9 là cái lệnh cũng rất quan trọng, là cái lệnh là gì, là a có chứa hay không contain x và có dấu chấm hỏi. Như vậy là gì? Đây là cái lệnh mà nó kiểm tra xem là cái a có chứa cái phần tử là giá trị là x hay không, và nó trả về là đúng đúng hay là sai. Thì cái này nó tương đương ở trong Python chứ, lệnh là x in a. Đây là một cái biểu thức logic nhé. Đấy. Tương là x in a. Đấy, như vậy có thấy như vậy là ở trong chúng ta cùng tổng kết lại như vậy như vậy là nó có là 9 lệnh cho mọi người. Lệnh thứ nhất nhé là chèn vào cuối của dãy a một phần tử. Tiếp theo lệnh xóa một phần tử của dãy a. Lệnh tiếp theo số 3 lệnh xóa toàn bộ dữ liệu của dãy a, nhưng mà không, bản thân không xóa cái biến a, không xóa khỏi bộ nhớ mà chỉ xóa dữ liệu thôi. Lệnh số 4 là lệnh là chèn chèn phần tử x gì vào vị trí thứ k của a. Đấy. Chỉ thứ k của a. Lệnh tương đương lệnh là insert x sk of a nhé. Lệnh số 5
là lệnh là loại replace item k of a with x, hay là cái lệnh gì là chính lệnh gán trực tiếp x vào vị trí phần tử thứ k của a, lệnh gán trực tiếp này là rất hay dùng này. Đó. À, ta viết ra rất ngắn nhưng mà viết từ anh viết từ dạy rất là dài như này để cho học sinh hiểu mà. Lệnh số 6 là lệnh là truy cập trực tiếp vào phần tử thứ k của a. Lệnh rất hay dùng luôn. Lệnh này, lệnh 56 lệnh hay lệnh này là lệnh hay dùng nhất nhé. Lệnh 55 lệnh là thay đổi trực tiếp một phần tử của a. Còn lệnh 6 là lệnh lấy ra phần tử thứ k của a. Lệnh 7 là lệnh tính cái độ dài của cái dãy a. Lệnh số 8 là 8 9 là hai lệnh khó hơn. Lệnh số 8 là lệnh làm tìm xem phần tử x gì nằm ở vị trí nào, nằm ở cái chỉ số nào của a. Và lệnh 9 là kiểm tra xem x gì có nằm trong a hay không. Và cái hàm này nó cái lệnh này nó trả phải đúng hay là sai. Chúng ta có thể cho cái này vào trong một cái biểu thức là if then else để kiểm tra. Nếu thì được chưa? Như vậy là cái lệnh này thì mới đầu mà cho thoạt nghe thì rất là đối với học sinh tiểu học thì rất là khó, nhưng mà chúng ta cứ làm dần, chúng ta phải làm rất nhiều bài tập thì nó mới chúng ta làm nhiều tập từ dễ đến khó, làm các bài tập đơn giản từ dễ đến khó để chúng ta làm thử nhé. Thì chúng ta làm dần lên thì nó mới làm dần thì nó các bài tập càng ngày nó càng khó dần lên, mà chúng ta cũng có thói quen để chúng ta xử lý cái đối với khái niệm là dãy. Nhắc lại nhé, là trong chương trình theo tôi biết ở trong cái chương trình Scratch của lớp của phổ thông chúng ta đấy, chúng ta học Scratch là lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 thì không hề học khái niệm dãy nhé. Chứ là đối với chương trình người ta cũng coi cái đó là nâng cao, cho nên là không có xử lý dãy. Nhưng mà theo tôi thì cấp 2 là hoàn toàn có thể học dãy là bình thường rồi. Còn cấp 1 thì đúng là không nên. Nhưng mà hiện nay trong các đề thi mà tin học trẻ thì người ta cứ cho bừa và rất nhiều bài tập phải dùng dãy. Nhưng nói chung là chúng ta cũng nên biết tất và tất những cái bạn nào mà muốn sau này muốn làm chương trình hoàn chỉnh hơn ấy, muốn làm các là phần mềm thì bắt buộc rất nhiều bài tập là dùng cái dãy. Được rồi, bây chúng ta cùng nhau làm bài tập nhé. Làm bài tập là tôi làm bài tập từ dễ đến khó để chúng ta qua, mà từ đó chúng ta sẽ vào xử lý nhé. Bài tập 1 này. Bài tập 1 là bài tập thuần túy là nhập thôi. Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh là nhập một cái dãy số từ bàn phím nhé. Nhập một dãy số tự nhiên lớn hơn 0 từ bàn phím. Và dừng lại thế nào? Dừng lại khi ta nhập số, khi nhập cái số nhỏ hơn bằng 0 thì coi như dừng lại. Đấy. Trong quan trọng là 1, 2, 3 túy. Nhập xong rồi thì giáo viên thông báo là dãy số bạn đã nhập là. Sau đó thì thông báo dãy số đã nhập. Sau đó là thông báo dãy số đã nhập. Được chưa? Đấy. Như vậy là nếu mà chúng ta chỉ có một người thôi là giáo viên. Giáo viên hỏi là tôi thông báo là em hãy nhập các số tự nhiên vào dãy. Xong cô giáo nó viết là em hãy nhập số thứ nhất, em hãy nhập số thứ hai, em nhập số thứ ba, cứ như vậy liên tục. Em nhập số tiếp tiếp theo và nhập liên tục, và nhập tới đâu thì chương trình nó sẽ lưu vào một cái gì, lưu vào một cái dãy, một cái mảng A. Và khi dừng lại thế nào? Dừng lại khi mà người dùng nhập cái số đó nó nhỏ hơn bằng 0 để dừng lại. À, khi mà nhập xong rồi thì giáo viên thông báo là dãy số em đã nhập là, hiện trên màn hình. Nhưng một cái bài rất đơn giản thôi, chúng ta cùng nhau làm nhé, rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ new một cái file mới này. Đấy. Bây giờ chúng ta cho cái đổi nhân vật khác, là không phải là con mèo mà là giáo viên nhé. Đấy, giáo viên đây. Đấy, giáo viên đây, được chưa? Thì chúng ta nhập như sau. Giáo viên này chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến là kiểu nó là dãy. Đây chúng ta tạo một cái list là A đi, là A nhé. Là kiểu dãy tổng dãy chung nhé.
và chúng ta sẽ tạo ra một cái biến dùng để nhập số thôi, một cái biến mà cái bất kỳ một cái biến dùng để nhập số, vì là biến a nhỏ thì x xỉu, là biến số được n đi, là biến x xỉu nhé, không quan trọng lắm, biến bất kỳ nhé, một cái tên biến bất kỳ thôi, dùng để lưu trữ cái số mà người dùng nhập vào, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập trình nhé. Thì đầu tiên là như sau này, giáo viên sẽ yêu cầu nhập, và đây đầu tiên giáo viên thông báo cho ta làm thử nhé, và cho chương trình này. Đấy. Thì trước khi cho vào, khi mà nhập, chúng ta đầu tiên chúng ta hãy xóa cái phần tử của A đi trước, xóa đi cái dãy để cho nó về về là dãy trống nhé. Sau đó là giáo viên thông báo, đây giáo viên thông báo là gì? Giáo viên thông báo là em hãy chuẩn bị em chuẩn bị nhập một dãy các số tự nhiên bất kỳ, muốn kết thúc cho nó nhỏ lại tôi làm nhé, muốn kết thúc thì gõ số nhỏ bằng không, muốn kết thúc thì gõ có số nhỏ hơn không đi, để cho ta dễ, chúng ta dễ dễ làm, còn bằng không thì vẫn tính nhé, nhỏ hơn không thì là chúng ta dừng lại đó. Sau đó cô giáo sẽ làm, thì cái việc nhập đó chúng ta sẽ cho vào một cái vòng lặp và lặp liên tục cho đến khi nào mà nó nhỏ hơn không thì thôi. Như vậy chúng ta làm như sau, bây giờ chúng ta này, cái số của chúng ta đây, thôi tôi để cái đầu tiên xì đổi tiên thành năm cho nó dễ nhé, năm đấy. Đầu tiên tôi làm như sau, tôi đặt cái năm này bằng không trước đã, thì bắt đầu là đặt mặc định là bằng không. Sau đó tôi sẽ lặp liên tục các câu hỏi. Tôi vào gì? Tôi vào lệnh sau đây, tôi vào cái lệnh là gì, là repeat nhé. Tôi lặp liên tục cái việc nhập cho đến khi mà cái năm này là nhỏ hơn không thì dừng lại. Cái năm là số mà người dùng sẽ nhập vào đấy nhé. Tôi sẽ lặp liên tục repeat until đến khi nào cái số 5 này mà nhỏ hơn không, đúng trên ý kiến đúng đầu bài nhé. Khi mà cái năm nó nhỏ hơn không, tôi vào cái lệnh này, tôi vào cái phép này. Đó. Khi mà cái năm mà nhỏ hơn không thì tôi sẽ dừng lại đây, năm đây nhé. Còn không tôi sẽ đấy. Bây giờ tôi vào cái lệnh này, em hãy nhập một số. Em hãy nhập số bất kỳ. Đấy. Sau đó chúng ta cho cái lệnh sau đây, cho cái lệnh là set cái năm này bằng cái gì, bằng cái này, bằng cái answer này. Đấy. Được chưa? Sau khi người dùng nhập thì nếu mà cái năm này mà là lớn hơn bằng không ấy, thì chúng ta sẽ nhập xong rồi, chúng ta sẽ bổ sung vào cái dãy A. Được chưa? Ở đây tôi phải kiểm tra một lệnh nữa là nếu mà cái năm mà bằng bằng nhỏ hơn không ấy thì sẽ dừng không ấy, vậy nhưng mà nếu lớn không thì tôi ta bổ sung vào, thế thôi nhé, tôi có một cái kiểm tra nữa mới được, nhập một số mà lớn bằng không thì mới bổ sung vào A, và không thì thôi. Tôi có lệnh sau đây, tôi phải có cái lệnh là nếu mà năm mà lớn hơn bằng không, hay là nếu mà not năm nhỏ hơn không, đây có cái lệnh này, nếu mà not năm nhỏ hơn không, đây chúng ta đưa cái này vào đây, copy này vào luôn nhé, nếu mà not năm nhỏ hơn không đó thì chúng ta bổ sung cái năm này vào gì, vào A. Đây chúng ta làm như lại cái lệnh vừa học nhé, lệnh vừa học là cái lệnh này đấy, muốn bổ sung một cái số vào A tôi vào dùng lệnh add. Đấy, add cái lệnh số này vào A, đó chính là cái số 5 này này, add 5 vào A. Đấy. Nha. Và khi mà thoát ra thì mình thông báo là dãy số bạn đã nhập là, đây. Đấy nhé, tôi cho cái nối vào luôn. Đây. Dùng cái lệnh join này. Nha. Dãy số
số đã nhập là đấy, và tôi đưa cái a này vào thôi, tôi đưa cái a này vào đấy, nó khá đơn giản này thôi, đúng không nào? Tôi thử cho bạn xem nhé, chơi thử cho bạn xem nhé, vào chơi thử từ đầu này, đây nhỉ, từ đầu nhé, đây, đấy, bất kỳ nhé, tôi có là 12, enter, số thứ 2, 34, enter, số thứ 3 là 0, enter, số thứ 5, 400, số thứ 6, 224, số thứ 7 tôi bỏ đi, tôi muốn tôi gọi số là trừ 78, nó sẽ dừng, đấy, như vậy là số bạn đã nhập là 12, 34, 0, 400, 224, thấy không nào? Đấy, nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong cái bài đầu tiên, bài này rất đơn giản thôi, là nhập một cái dãy số từ bàn phím, mà chúng ta chú ý là chỉ cái lệnh là muốn lệnh in ra cả dãy số, từ dùng lệnh say thôi, lệnh say là lệnh in ra cả dãy số đó. Bây giờ tôi ghi cái này lại để chúng ta nhìn, đây là một cái bài đầu tiên nhé, thì tôi ghi ra và cái lớp của chúng ta là cái lớp này, hôm nay là bài năm nhé. Đây là nhập một dãy số nhé. Nhập dãy số. Đấy. Từ bàn phím. Nhưng mà cái bài đầu tiên là bài dễ đúng không? Bây giờ chúng ta làm sang bài số 2. Cũng đơn giản nhưng mà lại hay hơn. Bài số 2 là như sau nhé. Bài số 2 là tôi muốn như sau. Tôi muốn thiết lập một cái bộ dữ liệu. Đấy, cái bài này. Các bạn chú ý nhé. Rất 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 nhiều cái bài tập là nó được xây dựng dựa trên cái bộ dữ liệu. Và từ bộ dữ liệu đó chúng ta sẽ làm ra những cái chương trình tương tác. Thì bài số 2 là như sau. Bài số 2 là như này, tôi mô tả cái bản hướng dẫn trước nhé. Số 1 thì ta biết rồi, bây giờ làm bài số 2. Bài số 2 là như sau. Chúng ta thiết lập một cái dãy, tên các con vật. Và có hình ảnh kèm theo nhé. Đấy. Có hình ảnh kèm theo. Thì đây cái một cái tên các nhân vật mà có hình ảnh kèm theo thì nó chính là gì? Nó chính là một cơ sở dữ liệu đấy, một cái bộ dữ liệu gốc đấy. Nha, tôi lấy ví dụ nhé. Chúng ta có ví dụ, tôi lấy ví dụ thôi, lấy ví dụ một là con mèo chẳng hạn. Có hình ảnh con mèo kèm theo. Đấy. Hai là con gà trống thì có một hình ảnh con gà kèm theo. Ba là con ngựa thì có hình ảnh con ngựa kèm theo, trong máy tính có sẵn rồi mà. Đấy, chúng ta sẽ làm một cái dãy số, làm một cái dãy bất kỳ n phần tử hay là 10 hay là gì đó, 10 là con hổ chẳng hạn, con hổ và hình ảnh con hổ kèm theo. Đó. Được chưa? Và chúng ta sẽ làm một cái chương trình hỏi đáp đơn giản, màn hình hiện lên một con và hiện lên con vật mà cô giáo hỏi là đây là con gì, chúng ta gọi là con mèo, nhưng còn có đúng thì cô giáo nói là em đúng rồi, em giỏi lắm, còn nếu sai thì cô giáo nói là em sai rồi. Thế thôi, có thể khi có sai thì chúng ta có sai thì cô giáo nói là sai rồi, đó là con mèo cơ. Ví dụ như thế, đó là con mèo, chúng ta lại gọi là con gà chẳng hạn, như vậy là bị sai. Được chưa? Như vậy là một cái bài tập dựa trên cái bộ dữ liệu như thế này, và nó thành một cái, nó cái yêu cầu của nó là yêu cầu là tạo ra một cái chương trình hỏi đáp đơn giản, hay là chính một chương trình là hỏi đáp kiến thức về 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 động vật đấy, hỏi đáp đơn giản, được chưa? Nhắc lại cái bản nhá, là trên màn hình xuất liên tục như vậy, cái phần mềm này là tương tác này nó sẽ liên tục không bao giờ dừng. Còn chúng ta có thể ra một cái lệnh, có thể một cái bản khác là cho phép làm trong một phút chẳng hạn, tùy. Rồi là đúng sai cho điểm thì là vừa sau, bây tôi làm phần đơn giản đã là chương trình chạy liên tục, và cô giáo sẽ hiện ra trên màn hình và liên tục hỏi những câu hỏi. Trên màn hình xuất hiện một con vật, chọn là ngẫu nhiên cho con vật này, cô giáo hỏi là đây là con gì, và chúng ta gõ vào trong cái máy tính ấy, là đây là, tôi chưa phải gọi là con gà, con mèo, con vẹt, con vịt, con thôi, dùng từ con thôi, con ngựa. Đấy. Nếu mà có đúng tên con vật ở trên màn hình ý, thì cô giáo nói là đúng rồi, em giỏi lắm. Còn nếu sai thì cô giáo nói là sai rồi, đây là con ngựa cơ nhé. Đấy, ta làm cái tập như thế nhé. Như vậy là tôi nhắc lại cái bản này. Ta hiểu chưa? Cái bản đơn giản lắm. Vâng,
Nhắc lại này, chúng ta có một cơ sở dữ liệu gồm có là các con vật và tên của nó lưu trong một cái bảng, lưu trong một cái dãy hay là một cái mảng dữ liệu. Được chưa? Chúng ta tạo cái bộ này rất là dễ. Sau đó chúng ta sẽ ra kịch bản. Cái bản là dạng đơn giản nhất thôi. Còn từ kịch bản này chúng ta có thể mở rộng, chúng ta có thể thay đổi, thì có rất nhiều kịch bản khác nhé. Thì tôi sẽ cho gợi ý để các bạn về nhà, các bạn từ cái bộ dữ liệu này chúng ta sẽ tạo ra các cái phần mềm kiểm tra trách nhiệm khác hay hơn, cho điểm đàng hoàng, thời gian hạn chế cụ thể nhé. Rồi bây giờ tôi làm luôn bài này. Bài số 2 là bài là nôm na là cái bài ngắn gọn là tìm hiểu động vật nhé. Rồi chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ phải đây. Đầu tiên là chúng ta phải làm một cái bộ dữ liệu đã. Thì các bạn làm cho tôi, các bạn luôn con mèo là luôn này. Mèo là như cái mèo này, các bạn đặt tên cho nó không phải là mèo, đặt tên cho nó đây là động vật đi. Là animal đi, animal nhé. Lỗi. Chúng ta sửa cái tên của nó là đây là animal nhé, tiếng Anh ấy, animal nhé. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta nhập ảnh trước. Sau đó chúng ta gõ sau cái tên của nó nhé. Đây, chúng ta vào đây. Đây nhá. Bây giờ chúng ta bỏ cái con này đi, ta chỉ để làm con thôi. Đây nhá, đây nhá. Chúng ta gõ đây là con mèo. Ở đây tôi nói sau, mà tôi sẽ nói sau cái này ta tìm hiểu. Ở trong Scratch ấy thì các cái tên, các cái name, các cái tên ấy, các cái từ tiếng Anh ấy hay tiếng Việt vậy thôi, thì nó không phân biệt chữ hoa chữ thường nhé. Như vậy tôi gõ chữ con gà, có chữ con gà mà là chữ con là C thường, chữ gà C thường nó cũng bằng, ta gõ là chữ con là chữ con là C hoa, chữ gà là G hoa, nó không phân biệt chữ hoa chữ thường, được chưa? Đấy, đó là ở trong cái khi chúng ta so sánh hai cái song cái tự ở trong Scratch thì nó không phân biệt. Các bạn chú ý nhé. Rồi bây giờ tôi gõ. Ở đây thì chúng ta có thể gõ con vật đó, có thể gõ là bất kỳ, chúng ta gõ là chúng ta gõ chuẩn đi. Là chữ con thì viết hoa, đúng không? Còn chữ mèo thì không cần viết hoa. Đây là con mèo nhé. Chúng ta enter. Đó tên con mèo nhé. Bây giờ chúng ta nạp thêm. Các bạn nạp cho tôi khoảng khoảng từ 5 đến 10 10 con. Đây. Bấm lên tôi chọn con thứ hai đây. Nhé. Đây chúng ta đây. Con thứ hai nhé, con thứ hai đây là con thứ hai đây. Đây là con gà con nhé, đây chúng ta đây. Con thứ hai là gà con gà con đấy. Được chưa? Con thứ hai, bây giờ chúng ta sang con thứ ba. Nhiều lắm. Đây là con cua nhé. Con thứ ba là con cua, chúng ta đặt tên đây là con cua. Con cua. Còn thứ tư các bạn tạo bất kỳ. Tất nhiên là khi chúng ta làm một cái bộ dữ liệu mà nghiêm chỉnh thì càng nhiều thì càng tốt nhé, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà đây chúng ta làm chơi thôi, chúng ta làm để mà chúng ta làm ở đây để là chúng ta làm trình làm thử thôi, chứ không cần thiết phải làm nhiều mất thời gian. Chúng ta làm, còn nếu về nhà các bạn làm sau này, các bạn làm chương trình làm một cái phần mềm gì đó, chúng ta có thể nhập vào đây hàng trăm con vật. Càng nhiều con thì cái bộ dữ liệu nó càng quý. Như vậy là 1, 2, 3, 4, mình tôi thêm, tôi là 5 con đấy nhé. 5 con thì tôi sẽ lập trình. Con thứ 5 thì đây hay một tí nhé. Đây, con ngựa nhé. Con thứ 5 là con ngựa nhé. Đây, tôi xóa đây là con ngựa. Như vậy chúng ta có là có 5 con ngựa. Rồi, như vậy là chúng ta có 5 cái chúng ta có một nhân vật là animal nhé, animal nhé, và chúng ta nó có 5 cái trang phục. Đấy. Vậy ở bài này thì cái trang phục nó không đóng cái vai trò dùng để mô tả cái chuyển động, mà nó đóng vai trò chính là các nhân vật khác nhau rất quan trọng nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta tạo một cái cơ sở dữ liệu, tạo một cái dãy A gồm có tên cho con vật này. Chúng ta tạo cái một cái list nhé. Chúng ta make một cái list, tạo một list là tên là DV chẳng hạn, động vật chẳng hạn nhé. Và sau đó tôi nhập vào đây, phóng to đây này, nhập nhé. Chúng ta nhập cái tên con vật này, nó phải trùng với cái nó trùng với cái này này. Đấy, trùng cái tên này nhé, con mèo này. Chúng ta gõ này, có thể trùng hệt mà có thể khác cũng được, nhưng mà có thể không cần đúng lắm về mặt
có thể không còn chính xác về chữ hoa chữ thường, nhưng mà nên nên chính xác thì hơn. Tôi gõ luôn nhé, con này, con mèo đúng không nhỉ? Con thứ hai là con gà, con thứ ba là gì? Con thứ ba là con cua. Ở đây là một bộ dữ liệu rồi đấy nhá. Con thứ năm là con chó. Con tư là con chó, con thứ năm là con ngựa. Như vậy chúng ta đã có một cái bộ dữ liệu bao gồm cả phần gì? Cả phần hình nhé, là bên này. Bên này là phần dữ liệu nằm trong cái dãy dữ liệu rất quan trọng nhé. Đấy, các bạn chú ý, đây là cái bài tập này dù đơn giản thôi nhưng mà là cái bài tập đầu tiên để chúng ta biết thế nào là một cái khái niệm, là một cái cơ sở dữ liệu, một cái bộ dữ liệu nguồn để từ đó chúng ta thiết lập các cái chương trình tương tác rất quan trọng. Đây tôi chỉ minh họa là năm thôi, còn thực tế có thể làm nhiều rất nhiều lần nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đóng cái này lại và tôi sẽ quay lại lập trình và chúng ta cùng nhau lập trình, được chưa? Vấn đề luôn nằm ở giữa nhé. Và chúng ta sẽ tạo ra một người thứ hai, chính là cô giáo. Đây, cô giáo sẽ ở góc này và cô giáo sẽ là người mà hỏi những câu hỏi đầu tiên nhé. Chúng ta cùng nhau làm nhé. Đơn giản thôi, cô giáo sẽ là đầu tiên, cô giáo xuất hiện đầu tiên này và cô giáo sẽ làm như sau. Cô giáo đầu tiên thì nhân vật của chúng ta cũng là ẩn đi này. Nhưng mà chính là con là nhân vật, con vật là ẩn đi này. Cô giáo sẽ nói là chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nho nhỏ nhé. Đấy, sau đó chúng ta sẽ vào chương trình chính. Khi vào chương trình thì cô giáo sẽ chạy một cái vòng lặp vô hạn và trên màn hình này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một con vật ở trong sách của chúng ta. Và sau đó thì cô giáo sẽ hỏi đây là con gì? Học sinh sẽ trả lời ở phía dưới. Và trả lời xong cô giáo sẽ nói ngay là đúng rồi, em giỏi lắm, hay là sai rồi, đây là con ngựa cơ nhé. Đó là như vậy. Và cứ như vậy liên tục từ đầu đến cuối, liên tục không bao giờ dừng. Cho nên làm ví dụ đơn giản như vậy nhé. Rồi chúng ta làm này. Tôi vừa làm, tôi phân tích tôi làm luôn, các bạn xem những bài này dùng một số lệnh đơn giản của cái cổ dãy thôi, không có gì cả. Minh họa, tôi làm như sau. Đầu tiên tôi mô tả đầu tiên đã nhé. Thì đầu tiên mà tôi lập trình cho con vật trước này. Thì vào khi vào đầu trình thì cho vật ẩn đi. Đây. Cho con vật nó sẽ cho nó chuyển động tới cái vị trí là 00. 00 ẩn đi. Không, tôi cho nó lùi xuống một tí, 00 đi là trừ thôi. Trừ 20 rồi. Và cho nó ẩn đi nhé. Ban đầu cho con vật nó ẩn đi. Vì cô giáo là người nói trước, mà khi cô giáo thông báo bắt đầu thì nó mới hiện ra. Đây. Đầu tiên nhé. Và sau đây là cô giáo đây. Cô giáo thì cô giáo khi bắt đầu vào, cô giáo sẽ thông báo một cái thông tin ngắn là bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập, sẽ làm một cái bài kiểm tra, một bài tìm hiểu động vật đơn giản. Chào các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra kiến thức nhỏ. Thế thôi. Sau đó là khi mà hết cái này xong nhé, sau 2 giây thì cô giáo sẽ bắt đầu vào. Sau 2 giây thì như sau. Thì cô giáo sẽ để chúng ta vào, cô giáo sẽ khởi động chương trình bằng cái thông điệp là start. Cô giáo sẽ vào đây. Cô giáo sẽ ra một cái lệnh broadcast, một cái thông điệp là bắt đầu chương trình, bắt đầu nhé, bắt đầu. Đấy, bắt đầu cái bài kiểm tra. Bắt đầu. Mình biết sao bắt đầu. Đó. Cô giáo về vào đây. Đấy nhé. Khi đây rồi, khi bắt đầu rồi thì như sau này. Thì chúng ta sẽ phải sang cái sau, chúng ta sẽ phải sang cái em đây, chúng ta khi cô giáo bắt đầu đây, khi cô giáo bắt đầu thì làm như sau. Bắt đầu. Thì như sau nhé, sẽ liên tục. Cô giáo sẽ cô giáo chính là người ra bài, mà cô giáo sẽ dùng cái biến để mô tả cái số thứ tự mà sẽ hiển thị con vật này. Một biến đó là cái biến ngẫu nhiên nhé. Cô giáo sẽ chọn một cái biến đặt tên là biến biến k đi nhé. Tôi tạo một cái biến mới đặt tên là k. Đây là cái biến để mô tả cái số tự của con vật mà nó hiện ra trên màn hình, nó sẽ là ngẫu nhiên. Thì cô giáo sẽ làm như sau. Khi bắt đầu này, cô giáo sẽ làm như sau. Đây tôi mô tả nhé. Khi bắt đầu thì cô giáo sẽ vào một cái vòng lặp vô hạn lần. Vô hạn đây, tôi vào cái vòng lặp là forever. Thì mỗi một lần như vậy là mà
như sau này, cô giáo sẽ làm như sau, đây tôi cho các bạn xem. Cô giáo sẽ việc đầu tiên là cô giáo sẽ cho cái số k đó một giá trị bất kỳ. Bất kỳ chạy từ mấy? Bất kỳ chạy từ 1 cho đến bất kỳ chạy từ 1 cho đến 5 thôi, vì chúng ta chỉ có 5 cái con vật thôi mà. 1 đến 5. Thì cô giáo sẽ làm như sau, cô giáo sẽ sinh cái số k là một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 5 để cho câu hỏi của nó là bằng tính là ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Đấy chưa? Sau đó cô giáo sẽ hỏi học sinh là đây là con gì? Đây, cô giáo sẽ hỏi luôn đây là con gì? Tất nhiên trước khi mà hỏi đây có gì, cô giáo sẽ phải ra cái lệnh để con vật đó nó hiện ra và nó hiện ra theo đúng cái con đúng cái con vật đó, đúng không nào? Thì làm như sau, đây tôi làm tả luôn cả hai luôn nhé. Cô giáo sẽ hỏi đây là con gì? Đây là con gì? Đấy. Và đợi học sinh trả lời. Thì học sinh trả lời sẽ lưu vào một cái biến khác nhé. Tôi sẽ tạo một cái biến để cho học sinh trả lời. Đặt cái biến đặt tên lên là input đi. Input là cái biến để mô tả cái học sinh trả lời này là như thế nào. Đấy chưa? Đây. Tôi đưa vào đây. Và tôi đặt cái biến là set là cái input bằng gì? Bằng answer. Đấy. Đấy chưa? Nhưng mà trước khi mà hỏi cái này thì cô giáo phải cho gì? Cô giáo sẽ phải cho con vật nó hiện ra. Như vậy cô giáo sẽ làm sao? Cô giáo sẽ gửi một thông điệp để thông báo là hiện đi nhé. Cô giáo sẽ gửi một thông điệp thứ hai, đây cô giáo sẽ gửi một thông điệp thứ hai là thông báo cho con vật biết là hiện đi này. Hiện ra, ra một cái lệnh như vậy, được chưa? Ra một cái lệnh là hiện ra, để cô giáo gửi vào đây này, đằng trước đây nhé. Đó, để bảo đảm rằng là khi mà trước khi cô giáo hỏi thì con vật hiện ra, thì con vật như sau. Con vật ở đây là ban đầu thì nó ẩn đi này, nhưng mà khi mà bắt đầu chương trình, đây chúng ta vào đây nhé, khi mà nhận thông điệp là khi nhận thông điệp là hiện ra đấy, hiện ra thì con vật thì làm sao? Con vật thì nó sẽ em này, đây tôi làm luôn nhé, tôi làm luôn cả hai cái luôn. Khi bắt đầu chương trình, bắt đầu chương trình thì con vật nó sẽ hiện đây. Con vật nó sẽ hiện, tôi cho nó hiện trước nhé, tôi cho nó show. Còn khi mà nhận được thông điệp là hiện ra, nhận thông điệp là hiện ra thì con vật này nó phải chuyển sang, con vật này là nó phải chuyển sang cái trang phục là đúng số tự tự ca. Thì làm như sau, dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là switch custom to. Đấy. To cái gì? To như sau, tu là tu cái gì, là tu chính là cái gì, tu chính là cái số ca thôi. Đấy, ca. Đấy. Hiện ra này, thấy không nào, số ca này, này được chưa? Rồi chúng ta chú ý này, khi mà cô giáo mà đây nhé, khi cô giáo mà học sinh mà trả lời xong, cô giáo sẽ so sánh input này này là cái sâu ký tự mà học sinh đọc vào đó, nhận nhập vào đó, nó có trùng với cái số tự của con này không. Nếu mà trùng, nếu mà giống thì là đúng, không thì là sai. Đây chúng ta gọi là, người ta gọi con mèo thì phải đúng là con mèo ở đây nhé. Nhưng mà vì Scratch nó không phân biệt chữ hoa như thường, chúng ta gọi là con mèo chữ C nhỏ vẫn không sao, con mèo chữ M hoa cũng không sao cả. Nhưng chúng ta gọi là con mực thì là bị sai nhé. Rồi thì đây kiểm tra luôn đây nhé, đây kiểm tra luôn. Cô giáo làm như sau, cô giáo trả lời luôn, sau khi học sinh nó trả lời, cô giáo nó trả lời luôn. Đây, nếu nhá, nếu thì đây, nếu đúng này, đây, nếu ta cho dấu bằng nhé, nếu như mà cái người dùng nhập vào là input ấy bằng đúng cái tên con vật thứ k, này chúng ta lôi ra cái hàm để lấy ra con vật thứ k chính là item. Đây, đây chính là truy vấn vào cái phần tử thứ k, tức là cái phần tử thứ k của cái mảng động vật. Đấy, nếu mà input này bằng item k của dv thì cô giáo thông báo là giỏi lắm. Đấy, đúng rồi, giỏi lắm, cô giáo thông báo như này. Đấy, đúng rồi, giỏi lắm. Đúng rồi, em giỏi lắm, giỏi lắm. Còn nếu không thì cô giáo sẽ nói là sai rồi, đây là con gì cơ. Chúng ta sẽ phải, nếu sai rồi chúng ta đều ở đây, chúng ta sẽ phải nối lại nhé. Này,
sai rồi, bởi vì cái input này nó khác với cái item K này, thì chúng ta phải gọi lại là sai rồi, sai rồi, đây là con ngựa cơ, đúng không nhỉ? Thì ta phải nối 3 lần. Đây, nối một lần là chữ sai rồi, đây là con ngựa cơ, đây là sai rồi nhé, sai rồi, đây là con ngựa cơ. Tôi phải nối cái này vào đây, tôi phải nối một lần nữa. Đây là tôi nối cái này vào này, đây là con gì đó nhé, con gì đó, nhưng đây có chữ cơ ở đây. Đấy, nó mới đúng nhé, cơ. Đấy, chấm than. Đấy, nhưng mà cái roi nó ở đây này. Và sau 2 giây thì là quay sang làm bài tiếp theo. Đấy, cứ như vậy thôi. Chúng ta có thể thêm mấy chỗ đây cho hay nữa, tôi ghi âm thêm những cô giáo vào đây nhé, hai âm thanh là đúng rồi mà sai rồi nhé. Thật thay đấy nhé, đây đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, chúng ta ghi vào đây nhé, đúng rồi, giỏi lắm, rồi đây là đúng nhé, đúng này. Chúng ta ghi lần thứ hai là sai rồi, sai rồi. Đấy, sai rồi, đây là sai nhé, sai. Đấy, chúng ta quay lại bên này nhé, giáo viên này, đúng rồi, giỏi lắm. Giáo viên bật âm thanh luôn là đúng, là đúng rồi, start sound là đúng nhé, là đúng rồi, bật ở đây để đằng trước cái, để đằng trước cái này, nếu mà nó đúng nhé, bật bật âm thanh đúng và đồng thời bật cái dòng chữ này sau 2 giây thì quay sang cái câu hỏi, quay lại, còn không sẽ ở đây, nếu không thì nếu mà sai thì bây giờ sai rồi. Đấy, được chưa? Đấy, chúng ta, nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong một cái thưởng, ta cho chạy thử nhé. Đây, phóng to để nhìn cho dễ. Bài này chỉ có là 5 con thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tổng quát lên cho ta làm các bạn. Đây, chào các bạn này, đúng nào, con gì đây? Bây giờ tôi viết là con ngựa nhé, sai rồi. Đấy, đây là con mèo cơ, đúng không nào? Đây là tôi viết là con gà, đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, tôi viết là con cua, tôi có thể viết là C viết hoa viết tường thoải mái, nhưng con cua viết hoa cũng không sao, vì nhắc lại là trong trong class là nó không phân biệt chữ hoa chữ thường, con cua này, đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, cứ như vậy nhé, như vậy cái bài đơn giản thôi, nhưng mà bài tập này là bài tập đơn giản, nhưng mà nó để ta minh họa cho cái chuyện là ta dùng cái dãy rất quan trọng. Như vậy là khi mà có thêm cái biến cái kiểu dữ liệu là dãy thì chương trình của chúng ta nó rất là đa dạng, nó rất là hay, có thể có rất nhiều những chương trình hay hơn nữa nhé. Đây chỉ là cái bài đầu tiên đơn giản thôi, còn trong tương lai chúng ta sẽ, các bạn có thời gian không, chúng ta sẽ làm những bài tập phức tạp hơn. Đấy, bài tập thứ hai là bài kiểm tra kiến thức động vật. Bài này có rất nhiều cái mở rộng nhé, rất rất nhiều luôn đấy. Thì nếu có thời gian thì tôi sẽ cùng các bạn sẽ làm những bài tập đó, chỉ sợ là không 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 có nhiều thời gian thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sang bài số 3. Bài số 3 tôi muốn là có một cái ứng dụng của cái dãy, nhưng mà tôi muốn làm một cái bài nó khác hơn một chút, hay hay một chút nhé. Bài thứ 3 tôi gọi là cái bài đoán số, một cái trò chơi đoán số là như sau này. Bây giờ như sau, tức là giáo viên sẽ em bài số 3, tức là trò chơi số 3 là một cái trò chơi đoán số nhé. Số 3 đơn giản như này thôi, tức là giáo viên tự nghĩ ra một cái số nhé, bất kỳ, và tôi cho ngắn, cho bớt, cho đỡ đỡ bất công, tôi để cho cái số đó nó nhỏ hơn hoặc bằng là 1.000 thôi, từ không đến 1.000 nhé. Sau đó cô giáo cho hỏi lại, cô giáo sẽ báo là em hãy đoán số mà cô nghĩ, được chưa? Sau đó học sinh cứ cứ thế đoán, nếu mà đúng có đúng cái số mà cô giáo đoán thì cô giáo nói em đã đúng rồi, còn nếu sai thì cô giáo sẽ báo là sai rồi, nhưng mà cô giáo sẽ nói thêm một cái để cho ta để cho em để cho chúng ta suy luận một logic. Nếu mà số chúng ta đoán mà lớn hơn số của số cô thì cô giáo nói là số em đoán lớn hơn số của cô. Ngược lại, nếu số em đoán mà là gõ mà nhỏ hơn số cô thì cô báo là sai rồi, số em đoán nhỏ hơn số của cô. Được chưa? Vậy như sau này, tôi nhắc lại cái bài một cái trò chơi đơn giản thôi nhưng mà rất là hay.
cô giáo này, cô giáo sẽ đoán, sẽ cô giáo sẽ tạo một cái số ngầm nhé, được gọi là 5 đi. Đấy. Và yêu cầu học sinh đoán. Yêu cầu học sinh đoán số của cô. Và cứ như vậy liên tục đoán số. Chúng ta đã biết trước, giả sử tôi lấy ví dụ cho đặt yêu cầu là không nhỏ hơn bằng 5, nhỏ hơn hẳn đi, số tự nhiên đi, và nhỏ hơn là 1.000. Thật ra có thể bất kỳ nhé, nhưng mà ở đây tôi muốn cho nó nhỏ lại để chúng ta, khi mà cái số nó càng lớn thì cái việc đoán nó càng lâu, mất thời gian, tôi muốn cho nó ngắn lại thì để 1.000 thôi nhé. Rồi, thì như sau này, khi học sinh đoán ấy, khi mà học sinh phải gõ một số, học sinh đoán thì học sinh gõ một cái số, đoán nhé, số đoán, ký hiệu nên là M đi nhé. Thì nếu mà M mà là bằng 5 thì cô giáo nói luôn là xong rồi, là đoán, cô giáo thông báo là đã đoán đúng nhé, mà đoán đúng. Còn nếu em mà lớn hơn 5 thì cô giáo thông báo là gì? Thông báo là em đoán sai, số em đoán lớn hơn số của cô. Đấy, thông báo chi tiết, thông báo với em chi tiết cái số nhé. Đấy. Còn nếu em mà nhỏ hơn 5, cô giáo có thông báo là gì? Là em đoán sai rồi, số của em nhỏ số của cô, cũng thông báo chi tiết. Đấy, cứ như vậy nhé, cho đến khi mà làm xong đấy, tôi nói luôn chuyện này, khi mà em nói làm đã đúng, đúng thì cô giáo thông báo tiếp tục một ít nữa, thông báo là em đã đoán đúng sau k lần đoán đấy. Như vậy là khi đoán xong thì cô giáo sẽ biết được là em đã đoán bao nhiêu lần. Thì các bạn bài tập này là gì? Là sẽ được kiểm tra cái thông minh của các bạn thôi. Bạn nào mà kiểm mà tìm được cái số đó sau thời gian ít nhất ý, thì là sau lần đoán ít là rất thông minh. Còn ai mà không biết mà tìm nó chậm thì nó không hay thôi nhé. Đấy, cái bài này là như vậy nhé. Như vậy suy ra gì? Suy ra là mỗi lần đoán như vậy là tôi thêm một ý nữa nhé. Bài này có hai ý, có hai cái ý như sau, có hai phương án để làm. Phương án A dễ hơn, phương án A nhé, phương án A là cứ như vậy, làm là đúng như yêu cầu trên nhé, là cứ đếm bình thường, cứ là sai thì báo sai, đúng thì báo đúng thì thông báo ngay là em đoán sau bao nhiêu lần, sau bao nhiêu bước. Còn phương án B khó hơn, để phương án A nhé, phương án A như thế này, phương án B khó hơn là gì? Là nếu em nói mà đoán cái số mà trước kia đã đoán rồi đấy, thì cô giáo nói là gì? Là số này em đã đoán rồi nhưng sai. Đấy, phương án B khó hơn nhé, là bài toán phương án B này, phương án B là như sau, là nếu mà số M đã được đoán từ trước mà vẫn sai đấy, từ trước mà vẫn sai thì cô giáo thông báo là số này đã đoán rồi, số này, như vậy có phức tạp không một tí, số này đã đoán rồi, như vậy vẫn sai đấy, như vậy vẫn là sai nhé. Bài này các bạn thấy khó không? Bài này một thoạt nhìn thấy khó nhưng thực ra không khó lắm đâu, vì là như sao nhỉ? Vì mỗi lần học sinh mà đoán số, cô giáo sẽ lưu vào một cái dãy để nhớ thôi. Vấn đề là lưu vào dãy để nhớ. Giáo cứ lưu vào để nhớ. Nếu mà số đó đã phán B nhé, số đó đã có trong dãy rồi thì chúng ta thông báo thôi. Nhưng mà ở trong dãy số của cô giáo, cô giấy A đó là tất cả những số mà em nó đã đoán nhưng mà sai. Như vậy khi đã đúng ấy, thì đáp số nó sẽ là cái độ dài của dãy đoán sai đó cộng với một lần là xong. Đấy, như vậy bài này là bài rất đơn giản, là ta dùng cái dãy số, dùng cái bến dãy thì làm rất là nhanh. Được chưa? Vấn đề là phải đoán cho đúng thôi. Còn cái số 5 là số bắt đầu, chúng ta tạo ra một số ngẫu nhiên là nằm trong từ 0 đến 1.000, đơn giản, được chưa?
Như vậy chúng ta làm thử bài này nhé. Bạn theo dễ hiểu không nào? Cũng dễ hiểu thôi, không có gì. Cái vấn đề là cái người chơi và sao là đoán đoán nhanh là làm một việc khác nhé, làm một công việc khác, làm một cái là bài tập khác. Bài tập này chúng ta chỉ thuần túy là làm cái trò chơi như vậy, là gọi là đoán số. Giáo viên tạo ra một cái số bất kỳ, chúng ta để cho nó dễ tìm, để là năm lớn bằng không, nhỏ hơn hoặc bằng một ngàn. Đấy, thấy chưa? Học sinh sẽ và học sinh cô giáo sẽ cho học sinh yêu cầu đoán đoán cái số của mình một cái liên tục như vậy nhé. Chúng ta sẽ tạo ra cái biến là biến m này, biến 5 này. Đấy, được chưa? Mà chỉ hai biến nữa thôi chúng ta dùng làm được. Và đến kết thúc khi mà m bằng 5 cho thông báo và thông báo luôn là em đã đoán đúng sau k bước. Số k này chính là bằng gì? Số k này chính là bằng cái length của a nhé, cộng với 1. Cuối cùng là a là cái dãy số lưu tất cả các số m, cái số mà đã gì mà đã nhập từ trước. Còn m đã đoán từ trước mà đoán rồi vẫn sai thì tao cho tao không tính, lần này đoán rồi tao không tính nhé. Đấy, được chưa? Rồi chúng ta làm bài tập này rất đơn giản nhé, một trò chơi rất là hay. Còn cái còn 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 còn, còn cái gọi là cái tính tối ưu của bài toán này là người chơi là khác nhé, thì chúng ta sẽ bàn sau. Cái người chơi làm sao là phải tìm thật nhanh nhất thì là nó là một cái bài toán khác. Bây giờ tôi chỉ mô tả thuần túy cái bài toán theo cái yêu cầu của đề bài thôi. Bây giờ như sau nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ new một cái chương trình như vậy, và chúng ta cũng cho hình ảnh là một cô giáo vào trước nhé. Đấy. Và cô giáo đứng ở giữa màn hình đây và hỏi, thì chúng ta cần những biến sau đây này. Chúng ta cần cái biến là một cái dãy a, được chưa? Một cái dãy a để lưu dùng để lưu cái dãy a này dùng để lưu các cái số mà học sinh đã đoán sai. Đấy, dãy a nhé. Ban đầu dãy a là rỗng này. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra cái biến như sau. Cái biến nữa là biến gì? Biến nữa là biến 5, là biến là số của cô giáo. Biến thứ hai là biến m. Biến thứ hai là biến m là biến là số số mà học sinh đoán được. Được chưa? Đấy. Đấy, được chưa nhé? Đây. Chúng ta làm luôn nhé, chúng ta làm luôn cho cô giáo trước nhé. Đây cô giáo, mình cô giáo thôi mà. Đây, đầu tiên thì việc đầu tiên của cô giáo là gì? Cô giáo sẽ phải xóa tất cả các phân tử của a đi nhé. Cô giáo sẽ phải xóa để dùng lệnh này. À, tôi nhầm, đây không phải a nhé, tôi nhầm, đây là biến, tôi xóa cái này đi, xin lỗi, là phải là list a nhé. Đây này, list a. Đấy, list a. Rồi a là một cái list chứ không phải là biến. Được rồi, đầu tiên là cô giáo là phải xóa toàn bộ cái dãy a đi để cho nó rỗng này. Đấy. Được chưa? Sau đó cô giáo tạo ra một cái biến biến 5, là biến cô giáo sẽ tự động sinh, là cái biến 5 là biến là sinh một cái dãy số, một số ngẫu nhiên cần phải đoán dự đoán từ một, tôi để cho hẳn từ 100, từ 100 cho đến 1000 cho nó. Đấy. Một số có 3 chữ số, được chưa? Như vậy là a là một số có 3 chữ số, tạm thấy như thế nhé. Đấy. Sau đó cô giáo sẽ thông báo nhé. Cô giáo thông báo như sau. Cô giáo thông báo như này, cô giáo thông báo ở đây, cô thông báo bằng cái lệnh này. Cô có một số bí mật đấy. Em hãy đoán số bí mật của cô nhé. Sẵn sàng chưa? Cho nó vui nhé. Đây. Sẵn sàng chưa? Rồi. Sau mấy phút thì chúng ta bắt đầu. Sau 5 phút, sau 3 phút, 5 phút nhé. Đấy. Sau đó sẽ liên tục nhé. Đây thì chúng ta đầu tiên chúng ta đặt bắt đầu cho được khẩu trùng nhau, chúng ta đặt cái này, chúng ta đặt là cái m bằng 0. Đấy. Sau đó cô giáo sẽ vào vòng cái vòng lặp. Đây, cô giáo sẽ vào lặp như sau đây này, là repeat until lặp cho đến khi nào mà m bằng 5 thì thôi thì dừng lại. Repeat until liên tục đoán liên tục cho đến khi nào mà cái số mà m là số mà chúng là người dùng hay chúng ta đoán đấy, m mà bằng 5 thì mới dừng lại, thì tôi thông báo sau. Đây, m đây, khi mà m bằng 5 dừng lại, còn khác nhau chúng ta vẫn cứ làm, được chưa?
Đấy, thì cô giáo hỏi luôn là em hãy nhập số của em. Đây. Em hãy nhập số. Em nhập số mà em nhập số của em nhập số của cô. Đấy. Em hãy nhập số bí mật của cô. Đấy, chỗ này hay hay nhé. Và nhập số đó của em sẽ ghi vào là số M. Đấy, M ở đây. M là cái số này, chính là cái answer này. Đấy. Sau đó cô giáo sẽ hỏi thôi nhé. Nhé. Thôi được, thôi là bây giờ chúng ta sẽ thấy được, có thể chúng ta dừng lại, chúng ta cứ bổ sung luôn vào nhỉ. Cứ bổ sung luôn vào A đi. Cứ bổ sung luôn vào A chứ không phải chúng ta cứ bổ sung luôn vào A, nếu mà bằng thì cho nó báo luôn, thì được cái đèn này, đáp số đây nó sẽ không phải là cộng 1 nữa mà đáp số nó chính là cái này. Đáp số của nó chính là cái này. Đáp số chỉ bằng cái này. Đấy, không chỉ bằng len ngang nhé. Đấy, bây giờ tôi sửa lại cái này một chút. Đây này. Ở đây nhé. Không, để tôi làm một chút cho nó hay hơn một chút nhé. Đây này. Đấy. Bây giờ tôi phải hỏi những câu hỏi trước đã nhé. Bây giờ nếu mà M mà nằm trong A rồi thì thông báo như sau. Còn nếu không nằm trong A thì nếu mà M mà không nằm trong A thì bị bổ sung vào và trả lời, đúng không ạ? Như vậy đợi tí tôi làm một chút này. Để chia bìa nếu này. M mà không nằm trong A thì sao? Còn nếu nằm trong A rồi thì sao? Ta kiểm tra trước cái nếu nằm nằm trong nhé. Đây, nếu này. Nếu M nằm trong A, dùng cái hàm nào? Dùng cái hàm này đây nhé. Tôi nhớ lại cái hàm nữa nhé. Đây, cái hàm này. Cái hàm này là cái hàm kiểm tra xem là một số có nằm trong hay không này. A có chứa hay không cái số đó. Này. Nếu A có chứa hay không cái số M. Ta nhớ lại lúc nãy cái hàm lúc nãy nhé. Đây này. M, đây là chính cái lệnh này. M có nằm trong A hay không? Chính là cái này đây. Hàm này này. Nếu đây, nếu M mà nằm trong A rồi thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là gì? Đã đoán rồi thì chúng ta thông báo như này, chúng ta thông báo là số này đã đoán rồi. Đấy. Sai. Số này đã đoán rồi thì chúng ta không 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 tính cái lượt này nhé. Để chúng ta thông báo như sau. Thông báo là như thế này, chúng ta thông báo bằng cái lệnh này. Sai. Số này em đã đoán rồi. Nếu mà nằm trong, còn nếu không nằm trong thì tôi bổ sung M này vào. Đây tôi bổ sung. Dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh mà bổ sung M vào A, dùng lệnh là add. Đây, add. Add M vào A. Được chưa? Add M vào A. Sau đó tôi sẽ kiểm tra. Đây. Ở đây nhé. Sau tôi sẽ kiểm tra đây. Kiểm tra là M có trùng với 5 hay không nhé. Nếu mà trùng với 5 thì thông báo luôn, kết quả còn khác thì tôi thông báo như sau. Để tôi làm như vậy hơi phức tạp một chút nhé. Thì tôi kiểm tra này. Bây giờ nếu if mà M mà là bằng đây, if M bằng cái này đều copy này. Đấy, thì thông báo luôn nhé. Em đã đoán đúng rồi. Em đã đoán đúng sau bao nhiêu bước? Sau chính là len của A bước nhé. Thông báo này em đã đoán đúng rồi. Đấy, thông báo nhé bằng cái lệnh là looks. Đấy, em đã đoán đúng sau bao nhiêu bước. Đấy, nối thôi. Em đã đoán đúng sau bao nhiêu bước. Đúng rồi. Đúng rồi. Em đã đoán đúng sau bao nhiêu bước. Sau chính là cái độ dài của A bước. Đây, sau cái len của A bước. Chỗ này. Bước. Được chưa? Đấy. Dừng và dừng chương trình thôi. Và dừng chương trình. Còn nếu mà không, nếu mà M mà khác thì lại thông báo lại. Thì lại có hai là cái if nữa nhé. Đấy, if. Đấy. Hơi phức tạp một chút nhé. If là nếu mà lớn hơn thì khác, nếu nhỏ hơn thì khác. Nếu mà lớn hơn này. Nếu mà lớn hơn. Đấy, nếu mà M mà số em mà lớn hơn 5 thì thông báo là sai rồi. Số của em lớn hơn số của cô. Thì thông báo lại vào đây. Sai rồi.
Sai. Số của em. Số của em lớn hơn số của cô. Còn ngược lại, nếu m mà nhỏ hơn n5, tôi viết lại bên dưới này là sai rồi. Chỗ này tôi viết bị sai. Chỗ này tôi sửa lại sai. Số của em nhỏ hơn số của cô. Số của em nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Số của em nhỏ hơn. Đấy. Để trước cái này, cái đề sẽ nằm ở đâu? Cái này sẽ nằm ở chỗ, nằm ở đây này, nằm ngay ngay sau cái này. Đấy. Đấy. Nhưng mà chúng ta vừa làm bài thì để cho nó nhỏ một tí nữa cho dễ nhé. Cho nó dễ thì tôi làm thôi, nó dễ là từ 1 cho đến từ 1 đến 20 cho nó dễ, cho nó nhanh đấy. Được chưa? Rồi. Chúng ta làm thử nhé. Đây. Bắt đầu này. Đoán nhé. Thì nguyên cái người dùng thì nó cái người dùng cái gọi là cái tính tối ưu của người dùng là phải gì, chúng ta sẽ phải luôn gõ số đầu số cuối xong chúng ta chia đôi ra. Tôi gõ số 20 này. 20. Sai. Em lớn hơn số của cô. Bây giờ ta gõ tiếp theo, ta gõ số 10, chia đôi ra, chia đôi khoảng. Sai. Số của em nhỏ hơn. Tôi chia đôi ra là gọi là 15. Đằng số của cô, như vậy ta 15 và 20 tôi gọi là 10 10 18. À, đúng sau 4 bước, thấy không nào? Như vậy là ta là 4 bước ta làm xong. Bây giờ tôi thử gõ, tôi thử làm phương án thứ hai, mà tôi thử làm phương án mà là tôi nhập nhập lại cái số đó là số nhân đã nhập rồi, thử xem nhé. Rồi, bắt đầu này. Tôi gõ là 4. Sai. Tôi gõ 4 nữa này thì máy báo gì? Sai, số này em đã đoán rồi. Được chưa nào? Thì cái nguyên tắc của cái người chơi là làm sao là ta phải dùng cái nguyên tắc là tôi tìm một số đầu nhỏ nhất, tìm một số nhất, sau tôi tìm một số ở giữa. Tôi cứ chia đôi cái khoảng ra là tôi sẽ đi đi, đi, đi rất nhanh, tôi sẽ tìm được cái số cần cần phải tìm. Đây là một trò chơi ở trên TV đấy, một cái trò chơi mà người nào mà không không biết trò chơi mà không mà tìm không đúng lâu lắm, còn người nào mà họ tìm đúng sắp luật thì rất là nhanh. Cách làm là chúng ta chia đôi, chúng ta chia đôi ra cái khoảng chúng ta cần tìm ra là sẽ được. Đó, nhưng mà đây là một cái chương trình dù đơn giản thôi nhưng mà là một cái chương trình để mô phỏng các cái lệnh liên quan đến dãy số, các bạn thấy không nào? Nó rất là hay. Đấy, thì đây là những cái bài tập đầu tiên mà liên quan đến đến dãy nhé, là nó rất quan trọng đấy. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần sau, chúng ta sẽ làm bài sau, chúng ta sẽ làm những bài tập nó phức tạp hơn mà nó liên quan đến chung là tình huống phức tạp hơn, cả cả những cái bài liên quan đến gì, cả những cái bài liên quan đến về giải toán cũng rất cần đến dãy, cả những bài liên quan đến không giải toán, liên quan đến đến phần mềm, liên quan đến tương tác trò chơi vẫn cần đến đến cái số này nhé. Được chưa? Đây bây giờ tôi sẽ ghi lại cái bài này nhé. Tôi ghi lại bài này là bài gì, là bài đoán số, trò chơi đoán số nhé. Đoán số cái mà trò chơi rất là hay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chúng ta có ít thời gian nhưng mà thôi, tôi sẽ cố gắng để mà chúng ta sẽ làm cái bài tập nữa, nhưng mà bài tập nó khó hơn một chút, chúng ta tìm hiểu một chút. Tức là vừa rồi từ nãy giờ chúng ta chỉ làm việc với một dãy thôi, đúng không? Với một dãy thôi. Thế bây giờ có khi nào làm với hai dãy được không? Có nhé, có. Đây, chúng ta sẽ làm với hai dãy thì nó hai dãy và nhiều hơn hai dãy thì như thế nào? Đấy. Vì cái thằng cái nhược điểm của cái dãy của Scratch là nó chỉ có cho phép là chúng ta làm cái mảng một chiều thôi, nó không cho phép là dùng mảng hai chiều. Đấy, cho nên là nó hơi khó xử lý những cái dữ liệu và phức tạp. Thì khi đó chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng hai dãy hoặc là nhiều hơn hai dãy. Thì chúng ta bây giờ ta thử làm một cái bài tập mà nó liên quan đến hai dãy nhé, xem nó là như thế nào. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau thử game. Hôm trước có một cái bạn là
À, thôi bây giờ tôi thôi bài tập đó tôi làm xong, bây giờ tôi làm cái bài này này lên để liên quan đến đến hai dãy nhé. Đây đây bây giờ như này nhé, tôi giả sử tôi làm cái cũng là một trò chơi à... Không, từ nghĩ xem. Một cái chương trình là đơn giản thôi, nhưng mà đây đây bây giờ nhé, tôi muốn làm một cái bài để mà giới thiệu cho học sinh một chương trình để học tập thôi nhé. Thì cái bài như xong, cái bài làm giới thiệu cho học sinh thông tin địa lý các tỉnh của Việt Nam. Đấy. Chúng ta sẽ làm hai cái bảng. Cái bảng thứ nhất là liệt kê các tỉnh ra. Các tỉnh mà ở Việt Nam có, ví dụ là tỉnh là Hà Nam chẳng hạn. Hà Nam, tỉnh thứ hai là Nam Định, lấy ví dụ thế nhé, chúng ta làm bao nhiêu còn tốt. Nam Định, tỉnh thứ ba là Cần Thơ, ví dụ như vậy. Cần Thơ, tỉnh thứ tư là ví dụ nhé là Tuyên Quang. Tuyên Quang. Nhưng mà một cái bảng này thì nó không đủ để mô phỏng cái tỉnh đó. Bây giờ tôi làm một cái bảng thứ hai. Bảng thứ hai để mô tả các cái thông tin chi tiết của các tỉnh đó. Đấy. Thì tôi làm dài hơn. Cái bảng thứ hai, ví dụ bảng thứ nhất tôi ghi là Hà Nam. Hà Nam, bảng thứ hai Hà Nam là một tỉnh ở ngay sau Hà Nội, thì lấy ví dụ như vậy. Đấy. Nam Định là một thành phố nhỏ à, rất đẹp. Tôi lấy ví dụ thế nhé, tôi ghi, chúng ta có thể ghi thêm khác nhé. Rồi. Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây. Đấy, ví dụ như vậy, miền Tây Nam Bộ. Còn Tuyên Quang là quê hương của cách mạng. Đấy là quê hương cách mạng Việt Nam. Đấy, ví dụ như vậy nhé. Rồi thế thì bài tập một cái chương trình như sau. Chương trình là cô giáo mới hỏi một câu là em muốn biết thông tin của tỉnh nào. Đấy, thì mình học sinh gọi là Nam Định, cô giáo mới nói là Nam Định là một thành phố rất đẹp. Thì như vậy thôi. Cô giáo hỏi em muốn biết tỉnh nào nữa, em đã gọi là Cần Thơ. Cô giáo sẽ bảo là Cần Thơ là một thủ phủ của miền Tây Nam Bộ. Như vậy chúng ta phải dùng dữ liệu của hai bảng nối lại với nhau nhé. Đây chỉ ví dụ đơn nhất thôi, mà vì nó ngắn mà tôi làm ngắn cho đơn giản, chứ tôi không làm dài nữa. Bây giờ tôi làm thử một bài tập như vậy nhé. Nếu mà chúng ta mà gọi một tỉnh mà không có trong sách thì cô giáo nói là em cần tìm tỉnh khác, được chưa? Rồi mình ta làm cái bài ngắn rất đơn giản. Bài này phải dùng dữ liệu của hai bảng, tức là của hai dãy nhé. Rồi bây giờ tôi tạo ra hai dãy này. Dãy thứ nhất nhé, hai cái bảng này. Bảng thứ nhất là kiểu là cho nó nhanh để cho nó đỡ phải mất thời gian, đúng không? Đây bảng thứ nhất tôi kiểu là A thì cho nó nhanh nhé, còn tôi không tôi hay sau nhé. Bảng thứ hai kiểu là B, thật ra là có thể làm viết khác, có thể viết là tên tỉnh hay là thông tin tỉnh, nhưng mà thôi tôi làm to, tôi làm để cho nó dễ thôi, thấy chưa? Như A nhỉ, A tôi viết A này là Hà Nam này, cho nó nhanh nhé. Hà Nam này, Nam Định này, tỉnh thứ ba là Cần Thơ này, tôi làm nhanh, tôi không cần. Chúng ta có thể là chúng ta sẽ về nhà các bạn sẽ làm thêm nhé. Tỉnh thứ tư là Tuyên Quang. Đấy. Tuyên Quang như này. Đấy. Sang bên này B. Thì cái mô hình này là mình là có gồm có hai bảng hay nhiều bảng, nhưng mà hai bảng đó là có cái dữ liệu tương với nhau. Cái phần tử thứ K của A nó ứng với cái dữ liệu phần tử thứ K của B, nó liên quan đến nhau. Đây là dạng liên quan đơn giản nhất thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhớ. Đấy. Dựa thế đây. Hà Nam là một tỉnh. Biết đây là một tỉnh. Tỉnh ở giữa. Ở
ở giữa đồng bằng Bắc Bộ. Đấy. Nam Định là thành phố, thành phố. Là một thành phố với truyền thống, học giỏi, ví dụ thế nhé. Nam Định ngày xưa là người học giỏi lắm ấy, ở Nam Định đấy. Cần Thơ là thủ phủ, của miền Tây, Nam Bộ nhé. Đấy, tôi lấy ví dụ, còn chúng ta có thể về nhà chúng ta có thể làm thêm nhé. Và Tuyên Quang là quê hương, của cách mạng, Việt Nam. Đấy, hiện nay như vậy là có bốn cái thôi nhé, chúng ta làm còn các bạn, nếu bạn phát triển thêm các bạn có thể về nhà các bạn làm thêm các cái, bổ sung thêm dữ liệu hoặc có thể làm dữ liệu khác đi, không phải chỉ là cái tỉnh, có rất nhiều cái này chúng ta có thể mở rộng ra rất nhiều cái dữ liệu khác nhau để thành ra các cái bài, các cái phần mềm khác nhau. Được rồi, và đây chính là cô giáo, tôi sẽ xin lỗi tôi để đi mất rồi, làm sao bây giờ tôi không xóa được, xóa đi vì là toi luôn đấy nhá. À không, để tôi đợi đợi một chút, tôi sẽ vào đây và tôi sẽ đổi đổi cái anh này thành thành cô giáo, đổi cô giáo rồi bây giờ tôi xóa cái này đi thành thành cô giáo rồi nhé. Đây là cô giáo nhé. Được rồi, thì cô giáo là như sau này. Cô giáo cũng vậy, cô giáo sẽ liên tục hỏi nhé. Đây này, cô giáo liên tục hỏi đây nhé. Cô giáo sẽ liên tục hỏi và trả lời. Cô giáo sẽ hỏi như sau, cô giáo sẽ vào một cái vòng lặp vô hạn lần đi, vô hạn cứ cho đơn giản. Cô giáo sẽ hỏi là em muốn tìm hiểu thông tin của tỉnh nào đấy. Này, cô giáo sẽ hỏi. Em muốn tìm hiểu thông tin tỉnh nào nhé, và chúng ta tạo ra một cái biến để mô tả cái số tự của cái tỉnh đó, đặt tên nó là K đi, K. Được chưa? Và khi mà không xung họ hỏi xin lỗi, không phải K, tôi đặt tên khác đi, K không được, nó là một cái name nhé, tỉnh đi, tỉnh, tỉnh nhé. Và sau đó chúng ta đặt cái nhập cái tên tỉnh là cái người dùng sẽ nhập vào. Được chưa? Đây, sau đó cô giáo sẽ hỏi luôn. Cô giáo sẽ kiểm tra xem là cái tỉnh có nằm ở trong cái nằm ở trong cái dãy A hay không. Nếu không có thì cô giáo nói là em nhập tỉnh đó thông tỉnh nó không có, em tìm tỉnh khác. Em nhập lại tỉnh nó không có. Còn nếu có, cô giáo sẽ bảo là tỉnh này là cái này nhé. Rồi, cô giáo sẽ làm như sau. Cô giáo sẽ kiểm tra bằng cái lệnh là if này. Nếu mà nằm trong thì làm gì, không dùng lệnh này. Nếu mà tỉnh nằm trong cái dãy A thì làm gì, còn không nằm trong thì sao. Đấy, chúng ta dùng cái này này, nếu nằm trong này đó. Nếu mà nằm trong đây, chúng ta đưa cái tên tỉnh vào nhé, đưa cái tên tỉnh vào này. Nếu mà A mà chứa tỉnh thì làm gì, nếu không thì làm gì, nếu không thì báo là làm lại, nếu không thì thông báo trước, nhưng nếu không thông báo trước luôn là tỉnh này không có trong danh sách, hãy nhập lại, nhé. Còn nếu có đấy, nếu có thì phải tìm được cái chỉ số của tỉnh đó, sau đó có thông báo. Chúng ta sẽ phải vẫn phải tạo một cái biến là biến K nhé. Đấy, biến mới cần này, bây giờ mới cần là cái biến K. Biến K là chỉ ra cái chỉ số của cái tên tỉnh đó trong dãy A. Thì cho làm sau đây, chúng ta phải đặt dùng chính cái lệnh này này, cái lệnh là item này này, đây là cái lệnh mà chúng ta đưa vào đây để item của tỉnh in A, tức là kiểm tra xem là cái tỉnh này nằm trong dãy A, nằm trong cái chỉ số nào mà chúng ta gắn cái nó vào K. Đấy, rất quan trọng, chúng ta set K, bằng cái này. Đấy, chúng ta nhớ nhé, cái hàm này là hàm quan trọng. Hai cái hàm này,
Hàm này nhớ lại, hàm này là cái hàm mà kiểm tra xem tỉnh này có nằm trong dãy A hay không. Cái biến tỉnh như này. Nếu có thì làm như sau, còn nếu không có thì trả lời là for đưa về đây. Còn nếu có thì đây. Nếu có thì dùng cái hàm là hàm này sẽ kiểm tra xem là cái vậy là cái tỉnh này nằm ở cái vị trí thứ mấy trong cái dãy A đưa vào K. Và sau đó cô giáo sẽ nói. Cô giáo sẽ đây. Chúng ta đưa vào một cái biến cho hay đi, chúng ta tạo một cái biến đi. Biến là gọi là thông báo đi hay là s gì cái sâu ký tự để chúng ta và ở đây chúng ta sẽ đặt rồi ta là gì là tỉnh cô giáo sẽ viết như sau cô giáo vì của chúng ta cái diện của chúng ta là A chỉ là Nam Hà Nam Định nhưng mà cô giáo có chữ tỉnh nên cô giáo sẽ viết là tỉnh đây nhé tỉnh tỉnh gì là đây chúng ta có một cái tỉnh gì là tỉnh này này tỉnh Hà Nam thì Cần Thơ thì cái tỉnh này chúng ta sẽ phải đưa cái dữ liệu vào chúng ta dùng cái lệnh này chúng ta dùng cái item này này item chính là cái số thứ tự tên của tỉnh ấy, trong A chúng ta đưa cái số K vào nhé số K vào đấy, số K này. Đây chính là tên tỉnh này nhé tên tỉnh đây tên tỉnh đấy. Đúng không? Tỉnh này là cái gì là tôi phải nói một lần nữa mới được là quê hùng cách mạng phải nói một lần nữa đấy cho một lần nữa nhé đấy, là xem lại cái B nhé là đúng không là tỉnh ở giữa đồng bằng Bắc Bộ là thành phố đấy tôi ghi vào đây nhé đấy, là cái gì đấy như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải nối sang cái bảng số 2 là cái dãy số 2 là dãy B tôi phải copy cái này sang bên này nhưng mà ở đây ta dùng B bấm lên chọn B này đấy, B này đấy, ta nối vào đây này đấy. Thì bây giờ ta đưa nó vào đây đấy. Đưa cái này vào đây đấy. Sau đó chúng ta dùng cái lệnh này để ta đẩy nó ra dùng lệnh save đấy, save đẩy cái S ra đẩy cái S ra cho học sinh nó ngắm nghía khoảng 5 phút thì mình quay sang được chưa đưa cái này vào đây đưa cái này vào ngay cái chỗ này và cứ như vậy là làm liên tục tôi thử nha bạn xem nhé đây tôi viết là Hà Nội thì máy sẽ báo ngay không có này Hà Nội không có thì không có trong danh sách hãy nhập lại tôi viết là Hà Nam Nam là tỉnh ở giữa vùng Bắc Bộ đấy sau năm đây thì lại tôi mua gõ chữ Tuyên Quang chẳng hạn Tuyên Quang là Tuyên Quang lại sao lại không nối được nhỉ tôi kiểm tra dữ liệu của tôi bị lỗi kiểm tra cái B nhé đây này B chưa gõ cái này đấy Tuyên Quang là tỉnh Tuyên Quang là quê hương của cách mạng mẹ chúng ta quên không hiểu sao nó không chúng ta chưa làm gì động tác gì đó nên nó chưa nhập vào cách mạng rồi đấy, xong bây giờ tôi thử lại nhé để thử lại này mấy cái bài này là cái bài mà mô tả cái sự liên quan giữa hai bảng giữa hai cái dãy nhưng mà mức độ đơn giản thôi thì từ bài sau chúng ta sẽ học những cái phần phức tạp hơn nhé Tuyên Quang đấy, Tuyên Quang là quê hùng cách mạng không nào như vậy đây là một cái bài đơn giản thôi nhưng mà nối các cái thông tin của hai cái dãy lại với nhau thì ở trong số nó có rất nhiều cái tính năng như vậy chúng ta chú ý nhé thì đây những cái bài này là cái bài đối với người lớn ấy thì rất là dễ đối với học sinh cấp 3 mà học lập trình bình thường những bài này đối với học sinh tiểu học thì là rất khó thì là cho nên cái phần này là phần gọi là phần nâng cao đấy phần nâng cao thì hôm nay là cái buổi chúng ta bắt đầu học cái phần nâng cao này thôi đến, chúng ta còn 3 buổi nữa thì mỗi buổi tôi sẽ bổ sung thêm một số kiến thức để chúng ta có thể và phần này có rất nhiều các bài tập khác nhau nhé đã liên quan đến dãy thì cái số lượng bài tập nó tăng lên rất là nhiều đặc biệt là những cái bài tập những cái dữ liệu mà liên quan đến các cái bộ dữ liệu đầu vào cái bộ dữ liệu gọi là cái bộ cơ sở dữ liệu chúng ta tạo ra các cái ứng dụng thì rất là nhiều nhé chúng ta ghi cái bài này lại cái bài này là cái bài số tiếp theo là tìm thông tin
Tìm thông tin các tỉnh. Các tỉnh thành phố nhé. Đấy. Kết nối giữa hai bảng dữ liệu, giữa hai cái dãy. Được chưa? Thôi chúng ta quá giờ rồi, các bạn nghỉ nhá. Có gì các bạn cứ hỏi lên trên nhóm nhé, có gì bắt đầu từ đây, bắt đầu từ bài này là bắt đầu khó hơn rồi đấy. Và càng ở sau nó càng khó dần lên nhá. Chúng ta chịu khó thì sao đến. Chúng ta sẽ có bốn cái bài liên quan đến cái phần nâng cao này. Sao? Cái phần này có bài tập nhiều, các bạn cũng làm bài tập nhé. Phần này này. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Đây là thầy. Ừ. Bạn có hiểu, các cháu có hiểu được không? Có hiểu không? Có. Ừ, ok. Có quá.